Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Và tiếp tục lại thêm một cái lý do nữa để cho anh em lại có động lực để tích đào vào những ngày cuối cùng nha. Anh em thể nhìn thấy món linh bảo một sao hơn cái món chí bảo lên tận 719.000 điểm yêu lực. Có rất là nhiều anh em đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang bâng khuâng là nên tích đào hay là xả hết tất cả các thể loại đào, không tích một tí gì cả. Bởi vì ở trên mạng thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin. Đấy, thì hôm nay là thực tế của mình đây. Trong một cái ngày mà còn 360 đào và cây của mình thì đang ở cấp 13, chỉ còn một ngày 19 giờ nữa thôi thì mình sẽ lên cấp. Thế thì trong video này mình sẽ giải đáp cho anh em là nên tích đào hay là không nhé. Và chắc chắn là câu trả lời của mình là ở thời điểm hiện tại, bây giờ thì mình phải tích đào thôi. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là mình có nạp một cái gói liên quan đến là quỹ tiên thụ Phúc Nguyên. Thì cái quỹ này giúp cho mình có thể nhận được thêm đào khá nhiều khi mà tiên thụ lên cấp, nhưng mà bù phát lên tiên thụ level 14 là nó lại không có phần quà gì cả, mà phải lên tiên thụ level 15 thì mình mới có thêm 3.000 đào và 225 bình. Thì ở đây trong trường hợp thực tế, nếu như mà cây của mình là cấp 13 thì cái tỷ lệ phần trăm nó như thế này, đúng không? Thì giả sử trong trường hợp là mình ở trong cái phần phúc địa đây thì mình luôn luôn lấy đào kết hợp với cả bình nữa, cài đặt đây anh em. Tịnh bình thủy từ level 3 trở lên thì mình vẫn lấy để có thể là giảm được cái thời gian đi. Thì hiện tại thể lực của mình ở trong cái phần phúc địa mấy con chuột ấy, vẫn đang rất là dồi dào. Mà dự kiến trong ngày hôm nay khi mà mình lấy cả bình cả đào thì sẽ đâu đó chia đôi ra, được kha khá đào là khoảng 500-600, còn lại thì sẽ được vài chục bình. Thì mình sẽ giảm thời gian đi rất nhanh, tức là mình chỉ còn chưa đầy một ngày nữa nếu tính theo cái thời gian mà cả ngủ cũng như là cả dùng tịnh bình thủy ở trong phần phúc địa. Thì chưa đầy một ngày nữa thôi là mình sẽ có thể lên tiên thụ level 14. Nhưng nếu như anh em chỉ dựa vào trong cái phần là khiêu chiến yêu vương này này 8 lần đúng không? Thì đây mình sẽ càn quét luôn 1 ở đây 3 này. Rồi. Đấy, thế là bây giờ mình có 1750 đào, lúc nãy mình có 360, tức là với 8 lần kia 1750 mà trừ đi 360 thì bằng 1390 đúng không? 1390 đào. Thì đấy, nếu như mà chỉ với cái số đào mà mình lấy ở trong cái phần khiêu chiến yêu vương này thôi thì sẽ không đủ để cho chúng ta xả cây 14 anh em nhé. Xả cây 14 tỷ lệ nó ngon hơn rất nhiều chứ. Đấy, linh bảo 1 sao hiện tại mới có 0,59%, nhưng lên cây 14 tỷ lệ nó lên 1,86%. Và cái tỷ lệ này nó kết hợp với cả cái tiên hữu này nữa anh em ạ. Khi mà mình có thể nâng cấp được cho em tiên hữu này của mình lên này. Đấy, hôm nay lên được level 80 anh em nhé. Anh em thấy ngon không? Thì cái tỷ lệ đây anh em thể nhìn thấy này, xác suất nhận được thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động đã tăng lên là 20%. Anh em thấy ok không? Thì kết hợp với cái tỷ lệ đây nữa, kết hợp thêm cả cái việc là anh em tự động ở trong này, anh em nhớ lấy cái đồng thời cho mình nhá, đừng lấy hoặc lấy cái đồng thời cho mình, thì cái món trang bị của anh em tỷ lệ nó ra phần trăm các thứ nó sẽ ngon lên cái đáo hơn rất là nhiều đó anh em thấy chưa. Thì kết hợp với cả càng nhiều đào càng tốt, thì ngay khi chúng ta lên cây 14 là anh em đã có thể sở hữu được những cái món tỷ lệ nó ngon lành hơn. Thì cụ thể chi tiết thì ngày mai khi lên cây 14 mình sẽ review tiếp cho anh em. Còn đấy, nếu như anh em mà cứ xả hết đi trong ngày hôm nay và chờ đến ngày mai kia đi thì nó mới lên được cây 14 đúng không? Anh em chỉ có khoảng hơn 1.000 đào, xả thì nó sẽ chắc chắn không thể nào bằng được, mình có gấp đôi anh em rồi. Thì cái thời điểm để tích đào tốt nhất cho anh em là còn khoảng 2 ngày trước khi lên cây nha. Đặc biệt với những anh em nào mà không có cái quỹ gọi là tiên thụ Phúc Nguyên nữa. Đấy, không có đào này nữa này, thì càng phải tích lũy lại ít nhất là 2 ngày trước khi là lên cây. Đó, anh em thấy ok là chưa? Còn lại ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục là làm thêm một số những cái nhiệm vụ để mình xem là linh thú của mình xem như thế nào nha. Tiếp tục và reset free thôi. Ủa, hai con phẩm cam luôn nhưng mà lại không có con nào ấy nhỉ. Úi giời ơi. Thế thôi, tiếp tục là nạp đầu thì mình sẽ không nạp rồi. Thời điểm hiện tại thì mình sẽ không nạp nữa anh em nhé. Miễn phí này. Gói siêu hời à. Xin luôn. Thẻ tháng chỉ còn lại 10 ngày nữa thôi. Ôi cũng nhanh ấy nhờ anh em nhỉ. Đó, thế là mình tròn 2.000 đào này. Hôm nay là tích lũy được 2.000 đào, cộng với cả trong phần phúc địa có lẽ là sẽ được 5-600 đào nữa, là 2.600 đào. Và ngày mai mình sẽ cũng có khoảng 2.000 đào nữa, thế là 4.000 đào. 4.000 đào anh em ạ. 4.000 đào cho đến 5.000 đào thì mình sẽ xả cây thứ 14. Đó, hợp lý luôn. Điểm danh này. À đấy, mình quên nhắc anh em, nó lại còn có hai cái liên quan nữa cơ anh em nhé.
tức là liên quan đến việc mà anh em phải tích đào ấy, tức là ở trong cái phần nhiệm vụ 3 đúng không, thì bắt buộc là anh em ngày nào cũng phải xả ít nhất là 350 quả đào, ok chưa, để có thể là nhận thêm những cái điểm này. Bởi vì những cái điểm cống hiến thì chúng ta hoàn toàn là có thể mua được ở trong cái phần tiệm bang nữa. Bên cạnh đó là ở trong cái phần vận may nha anh em, thì trong phần vận may này chúng ta cũng có nhiệm vụ là chặt 500 quả đào thì chúng ta sẽ được hai lần nhiệm vụ để có thể vào trong vận may này. Và trong vận may này nếu như anh em hên thì hoàn toàn sở hữu được những phần quà rất là ngon. Thế thành ra là một ngày ít nhất là anh em đã phải tiêu tốn đi 500 đào rồi đúng không? Ví dụ như những ngày bình thường anh em có thể xả ô in, nhưng mà những cái ngày mà cây sắp lên cấp thì anh em chỉ xả 500 quả đào thôi anh em nhớ. Đấy, đó là như vậy. Ba cái dẫn hồn chú này kiếm được 3 cái nữa nhỉ anh em nhỉ? Xem nào. Hai bình xả được 10 phút này. Thế thì bây giờ mình sẽ chặt cây đi để xem là với 500 quả đào có thêm được một cái dẫn hồn chú nữa hay không anh em nhé. Nếu như là thêm một cái dẫn hồn chú nữa thì ngon. Ô ok luôn này. Thiên hữu du ngoạn x10 là có thêm đào nè. Đó, tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi, còn cái gì đâu ta? Húc địa tiên cung bái kiến xem nào. 36 tiên ngọc, số vật liệu nhận khi càn quét chiến yêu tháp. À, cộng 10% hả? Ngon he. Chấn yêu tháp. Bây giờ tiêu chiến nhanh luôn, chọn nhanh luôn. Rồi, ok là đấy. Để mình tiếp tục là xả trong cái phần huyết mạch thiên tiên nhá. Có 159 cái huyết mạch thì xả luôn này. Rồi luôn. U là trời ơi. Ơi, tự nhiên dừng lại này, liên kích. Xí luôn. Và với 500 đào đấy thì chắc là mình không lên được nhiều yêu lực lắm. Nên là bây giờ mình sẽ đổi bộ tinh quái để đi đánh dị thú xâm lược luôn anh em nhé. Đấy, bộ tinh quái của mình chuyên dùng để đi đánh dị thú xâm lược đây anh em. Yêu chiến dị thú xâm lược nha. Để xem được bao nhiêu ức trong ngày hôm nay nào. 5,15 ức luôn. Anh em thấy ok không? Khi mà ngày hôm qua mình lấy thêm 5,87 luôn kìa. Lấy được thêm em quỷ tướng ấy, nó khác bỏ thật. Bù lại cho lần này có 3,76 là sao ta? 4,67. 4,06. Ok kìa. Xem nào. Dị thú xâm lược bảng xếp hạng. Đấy, top 12 là 23,54 ức. Hơn được hôm qua, một ức hôm qua mình đánh được 22 ức. Và tiếp tục lại thêm một cái lý do nữa để cho anh em lại có động lực để tích đào vào những ngày cuối cùng nha. Đây, anh em có thể nhìn thấy món linh bảo 1 sao và hơn cái món chí bảo này tận 719.000 điểm yêu lực. Đấy thì nhớ anh em có hỏi mình là yêu lực lên kiểu gì thì anh em nên tích đào đúng thời điểm để chúng ta xả hợp lý. Thì bây giờ là yêu lực của chúng ta sẽ tăng lên thôi. Bởi vì khi anh em mà lên cây 14 đúng không? Thì cái tỷ lệ xuất hiện ra cái món linh bảo 1 sao này nó đã tăng lên rồi. Thì cái tỷ lệ xuất hiện những cái món trang bị như thế này rất là ngon. Thì yêu lực của anh em sẽ tăng lên thôi. Hay luôn nha anh em. Đó, lên luôn 6.555 vạn đây này. À, 6.550 vạn đây này. Ok là chưa? Thì để cho cái việc mà chặt đào của anh em đủ 500 quả nó chuẩn xác nhất có thể, đỡ bị lố, thì anh em cứ vào trong phần vận may này thỉnh thoảng lại check tí. Ví dụ như bây giờ là 483 rồi đúng không? Để chúng ta ngồi đếm đếm tí, chuẩn bị đến 500 là chúng ta sẽ ra để tắt auto luôn thì nó đỡ lãng phí đào anh em nhé. À, 495 này, 498 này. Và bây giờ chắc chắn là đủ 500 này thì mình sẽ tắt auto. Đó, ok chưa? Giờ vào là nhận nhiệm vụ thôi. Vận may thêm được 2 cái nữa. Là trời, thêm được 30 đào nữa anh em ơi. Đấy, và 3 cái tịnh bình thủy cũng giảm được 15 phút rồi. Khá là ngon nha. Để mình check xem cái dẫn hồn chú xem nào. Đủ 6 cái không? Ui, 5 trên 5 này tiếc ấy nhỉ. Kiếm được thêm một cái nữa nhỉ, trong chợ có đấy. Dẫn hồn chú. Ui ôi, nhưng tận 200 tiên ngọc, hơi phí nha anh em. Thôi thì đây, mình cứ chưa mỗi x5 vậy. Còn lúc nào nó ra được thì ra. Để mai x1 thì nó vẫn ra thôi mà. Rồi, thôi thì chờ một lần này ngày mai anh em nhé. Thôi hẹn anh em vào ngày mai vậy. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên tích đào đúng thời điểm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.